Thưa quý vị, từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng, hàng nghìn hộ dân được vay vốn và sử dụng vốn vay hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình, giải quyết lao động nhàn rỗi tại địa phương, phục hồi kinh tế. Tín dụng chính sách trở thành nguồn lực lấp điểm trũng tài chính, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô vượt qua đại dịch. Vừa mở cửa hoạt động trở lại sau hơn 3 tháng giãn cách, cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Thanh Đại Vĩ ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu nhận liên tiếp 5 hợp đồng thiết kế và sản xuất nội thất cho 5 công trình nhà ở. Gần 10 công nhân, kỹ thuật viên được huy động trở lại làm việc để kịp tiến độ hoàn thành các công trình trước Tết Nguyên Đán. Ngoài 30% tạm ứng chi phí mua vật tư từ phía khách hàng, anh Nguyễn Quang Thanh, chủ cơ sở vừa được Ngân hàng Chính sách Xã hội quận cho vay thêm 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm. Với anh Thanh, khoản vay 100 triệu đồng lúc này như nắng hạn gặp mưa. Hiện tại nếu có được số vốn này thì sẽ được tái sản xuất là mạnh mẽ hơn tí nữa, cố gắng tạo điều kiện hết cỡ cho những anh em mà đã làm ở đây. Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài làm ảnh hưởng ở hầu hết các lĩnh vực, nhưng việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách vẫn phải duy trì, bởi đây chính là nguồn lực quan trọng lấp điểm trũng tín dụng đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Cũng nhờ nguồn lực này, hàng nghìn hộ dân Hòa Vang đã kịp thời có vốn để tổ chức sản xuất chăn nuôi, tạo nguồn lương thực thực phẩm tại chỗ, kịp thời cung ứng cho người dân nội thị trong giai đoạn cao điểm Đà Nẵng giãn cách để phòng chống dịch bệnh hồi tháng 8 năm 2021. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hòa Vang, trong 10 tháng của năm 2021, toàn huyện đã có gần 5.200 lượt khách hàng được tiếp cận tín dụng chính sách với doanh số giải ngân hơn 200 tỷ đồng, nâng tổng số dư nợ tại Hòa Vang là 616 tỷ đồng, trong đó vốn giải quyết việc làm chiếm 60% dư nợ. Cơ bản nhất là người dân sau cái đại dịch là giữ được cái sức khỏe và thích ứng nhanh và thay đổi được cái tư duy trong vấn đề làm ăn phát triển về kinh tế hộ đóng vai trò quyết định. Về mặt ngân hàng thì cũng đã chủ động về nguồn vốn để mà đáp ứng nhu cầu. Đầu tháng 10 năm 2021, Đà Nẵng trở lại trạng thái bình thường mới. Tất cả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp đều phải tăng tốc. Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, ngành ngân hàng đã tích cực chuẩn bị các phương án hậu Covid-19, sẵn sàng tiếp sức để khách hàng khôi phục sản xuất. Tính đến cuối tháng 11, tăng trưởng tín dụng toàn thành phố đạt 5,8%, tương ứng gần 11.400 tỷ đồng được các tổ chức tín dụng cho vay mới trong năm 2021. Trong đó, tín dụng chính sách giải ngân khoảng hơn 948 tỷ đồng, tăng 14%. Toàn thành phố đang có gần 23.000 khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, tập trung trợ giúp doanh nghiệp tái tạo việc làm, hỗ trợ lưu thông dòng tiền, đa mục tiêu và cụ thể hóa những nhóm giải pháp phục hồi kinh tế là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng. Hiện nay thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã có một cái chủ trương là tăng hạn mức tín dụng cho một số các tổ chức tín dụng mà đáp ứng được các cái yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước đặt ra, và điều đó thì cũng giúp cho tăng cái lượng cung tiền ở trên thị trường để đáp ứng cho các cái nhu cầu, đặc biệt là những nhu cầu dự trữ hàng hóa trong cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Về phía ngân hàng, ngoài ra thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã có cái chủ trương là tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay người lao động ngừng việc theo cái nghị quyết 68 của Chính phủ. Và bên cạnh đó thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã đề xuất với Chính phủ giảm 10% cái lãi suất của các cái loại cho vay của Ngân hàng Chính sách để mà đáp ứng được cái nhu cầu của người dân. Thì một vài cái động tác chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước như vậy, chúng tôi cũng nghĩ rằng sẽ đáp ứng được cái vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là trong cái giai đoạn cuối năm. Đại dịch Covid-19 chưa thể kết thúc sớm, tác động tiêu cực có thể còn kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, lao động, đời sống của nhân dân. Hoạt động của tín dụng chính sách thể hiện vai trò là định chế tài chính đặc thù, là công cụ hữu hiệu thực thi các chính sách tín dụng khẩn cấp, lấp đầy các điểm trũng tín dụng mà hệ thống ngân hàng thương mại không vươn tới. 14% trong tăng trưởng tín dụng chính sách cũng đồng nghĩa với hàng chục nghìn người nghèo và các đối tượng yếu thế đã không bị bỏ lại phía sau trong đại dịch.